Nhận định bóng đá Việt Ten với Hải Phòng 19 giờ 15 phút ngày 16 tháng 1. Hải Phòng khó có cơ hội giành được dù chỉ một điểm trước nhà đương kim vô địch Việt Ten trong ngày ra quân ở V-League 2021. Cập nhật thông tin trước trận đấu, đội hình ra sân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đương kim vô địch Việt Ten sẽ khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vương bằng trận đấu với Hải Phòng. Đây là đối thủ bị đánh giá thấp hơn hẳn so với thầy trò huấn luyện viên Trương Việt Hoàng. Việc họ giành 3 điểm trọn vẹn trong trận đấu này sẽ là điều không quá bất ngờ. Sự ra đi của tiền đạo chủ lực Bruno không khiến người hâm mộ Việt Ten phải lo lắng khi ngay lập tức, đội bóng đã bổ sung Pedro Paulo từ Sài Gòn. Cầu thủ này được đánh giá là một trong những ngoại binh xuất sắc nhất V-League thời điểm hiện tại. Anh hứa hẹn sẽ là người dẫn dắt hàng tấn công của Việt Ten ở mùa giải 2021. Việt Ten cũng sở hữu những nhân tố nổi bật ở hàng phòng ngự như bộ đôi Bùi Tiến Dũng và Quế Ngọc Hải, hậu vệ cánh phải Nguyễn Trọng Hoàng. Đây sẽ là điểm tựa để Việt Ten có thể giữ sạch lưới trước khi nghĩ đến việc có thể ghi bàn vào khung thành đối phương. Khác với Việt Ten, có lẽ mục tiêu của Hải Phòng ở mùa giải năm nay sẽ là xuất trụ hạng. Họ không có được nguồn lực kinh tế đủ lớn để có thể tăng cường chất lượng đội hình. Niềm hy vọng lớn nhất của Hải Phòng nằm ở hai ngoại binh Fagan và Lynch. Tuy nhiên, chỉ hai cái tên này khó có thể giúp đội bóng thành phố cảng giành được dù chỉ một điểm trước nhà vô địch. Dự đoán tỷ số Việt Ten 2-0 Hải Phòng. We'll be right back.